bị phía nhà trường quan loa chấm dứt Bởi vì người nhà Phong Linh đều ở vùng khác Lúc ấy đưa tặng em trai của cô Cô khóc thật sự dữ dội Hơn nữa cực kỳ tù hành nhìn chúng tôi Chúng tôi đều tưởng rằng sự việc đã kết thúc Nhưng mà trong một lần tập luyện chung của dàn hợp sướng Tôi vì cảm mạo không đến được Tránh thoát một kiếp Nhưng chị em của tôi lại tươi sống cháy chết trong phòng tập luyện Về sau mặc dù phía nhà trường cực lực che giấu nhưng tôi vẫn biết phòng tập luyện bị người khóa cửa ngoài tưới xăng lên khi thi thể họ được nâng ra đều là loại bộ dạng thống khổ bụng miết hầu những ngày về sau tôi vẫn luôn trong cơn ác mộng có đôi khi mơ thấy phong linh có đôi khi mơ thấy những chị em này của tôi mãi đến khi gặp chồng tôi kết hôn sinh con xong mới yên lòng lại nhưng tôi chưa từ bỏ ý định mặc dù mọi người đồn là phong linh trở về trả thù nói cô ấy trả thù người nói ra chuyện này. Nhưng tôi tuyệt đối không tin. Tại sao? Kỳ nhàn đối nhiên hỏi. Mẹ dù diều sừng sốt, quay đầu cắn môi nói. Dù sao phong linh cũng không phải là người như thế. Bởi vì cô ấy hôm qua đã báo mộng bảo tôi ngàn vạn lần đừng để rêu diêu, diêu đi tập luyện. Bà ấy nói từ đây, đột nhiên nước mắt rơi ra. Được rồi, Phong Linh thỉnh thoảng sẽ hát một ca khúc hình như lời phía trước là thế này màn tre đã vén lên một tiếp một cô gái xinh đẹp nhảy múa trong gió nhưng không cách nào hát ra bài cả khi màu trắng biến thành màu đỏ công chúa trầm mặc phía sau còn gì không kỳ nhan hỏi bà nhưng mẹ diêu diêu vẻ mặt nghi ngờ đây là bài thơ nhưng không phải phong linh thường xuyên hát hình như là em trai của cô ấy viết em trai cô ấy rất tài hoa tuổi không lớn nhưng không ngờ lại viết lời bài hát về sau phong linh tìm được lăng thủy nguyên sáng tác ca khúc tôi nhớ kỹ phía sau còn có hình như là bà chậm rãi nhớ lại nhưng lúc này phòng tập luyện đối diện lại sôi sục mọi người vọt vào trong lòng tôi và kỳ nhan trầm xuống chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì quả nhiên máy ghi âm vốn đã bị rút vít cắm lại vang lên tìm đã vỡ nát đâm xuyên qua cổ họng em nhìn em và anh vô lực nói tiếng yêu. Mẹ của Diêu Diêu cơ hồ đồng thời niệm ra câu này với máy ghi âm, nhưng bà kỳ quái nói câu, đây không phải giọng của Phong Linh. Chúng tôi sửng sốt, ai cũng không rõ thế này ám chỉ gì. Một nữ sinh sắc mặt tái nhợt, vóc người cao giáo, mùi khô nứt, đại khái đã khát nước, cầm một ly thủy tinh đi rót chút nước uống. Kỳ nhan nhìn cô bé, bỗng rừng nghĩ tới gì đó, lập tức quát với Cô buông ly cũng chạy về hướng cô gái nhưng đã quá muộn chúng tôi nghe thấy thanh âm ầm một tiếng nổ tung mới vừa đưa ly thủy tinh đến bên mép cô gái hiện giờ đã nằm trên mặt đất hai tay bưng cổ họng không ngừng hộc máu ra ngoài bên người đều là bột thủy tinh vỡ ly thủy tinh vậy mà đã phát nổ toàn bộ mảnh nhỏ bắn vào trong cổ họng của cô bé cô gái như bị điện giật thống khổ run rẩy trên mặt đất hai chân không ngừng đã thủ bên cạnh. Từng chút, từng chút, cổ họng bị thủy tinh đâm thủng, không phát được bất luận tiếng động gì. Nhưng chúng tôi không có chút biện pháp nào, thậm chí ngay cả dám vớt đau đớn cho cô bé cũng không thể làm được. Đợi đến khi bác sĩ lên, cô bé đã tắt thở. Mọi người bắt đầu khóc thành tiếng, ngay cả tôi cũng không nhịn được đứng chết chân tại chỗ. Kỳ nhàn không lộ biểu cảm gì, chỉ vuốt lại đôi mắt mờ to của cô gái còn lại bảy người, mỗi người đều vô thần ngồi trên mặt đất. Lý Đa luôn kiên cường, tựa hồ cũng đánh hơi được mùi trên lưỡi hái tử thần. Song cô vẫn như cũ an ủi Lữ Lục. Kỳ Nhan nhìn Lữ Lục một chút, đi qua hỏi. Mấy giờ rồi? Lữ Lục hồi phục tinh thần, nhìn đồng hồ một chút, nhỏ giọng trả lời. Gần 5 giờ rồi. Kỳ Nhan bảo hai người họ ngồi xuống xong, cũng nói vài câu an ủi Cảnh sát hồi lâu sau thông báo giải quyết theo sự cố ngoài ý muốn. Mặc dù họ cũng hiểu, sự cố ngoài ý muốn này cũng quá ngoài ý muốn rồi. Bà cô gái đã chết, trừ lăng phượng ra, hai người còn lại chúng tôi hỏi. Quả nhiên, cô gái bị lưỡi câu móc chết là con gái của chủ nhiệm khoa năm đó, đến gần 40 tuổi mới sinh được. Cho nên được người nhà coi như Minh Châu trong tay. Mà cô gái vừa rồi bị ly nổ chết cũng là con gái của người từng xỉ nhục ngay mặt và tát phong linh một bạt tài Nghe nói người này cũng rất thích lăng thủy nguyên. Loại trả thù này tựa hồ quá mức ác độc. Từ trung quỳ cảm thấy còn có chuyện khác ẩn giấu ở trong đó. Kỳ nhàn sau khi biết thân thế của mấy người nọ, nghi hoặc nói. Tôi cũng cảm thấy kỳ quái. Nếu muốn trả thù, dùng loại hình thức này dường như quá mức tàn nhẫn. Chẳng lẽ chỉ vì để những người đó biết được nỗi đau khổ mất đi thân nhân? chúng tôi lại đi thăm dò mấy người còn lại. Quả nhiên ngoại trừ Lý Đa và Lữ Lục, cha mẹ của họ đều có liên quan, hoặc nhiều hoặc ít từ cái chết của Phong Linh. Những cô bé này đều là ai chọn vào dàn hợp sướng? Kỳ Nhan đột nhiên hỏi tôi. Tôi nghĩ một chút, chợt giật bình hỏi. Cậu là nói cố bằng. Kỳ Nhan im lặng không nói, hồi lâu sau mới trả lời. Cậu nhớ Phong Linh từng có một em trai không? Hình như nếu sống đến bây giờ Vừa vặn sấp xỉ tuổi cố bằng Hơn nữa cậu cũng nhìn thấy Ánh mắt ông ta nhìn Lăng Thủy Nguyên Có lẽ trên ý nghĩa nào đó mà nói Em trai của Phong Linh Có khả năng tập trung sự thù hận Trên người Lăng Thủy Nguyên Vừa nghĩ vậy khá là hợp lý Nếu muốn chứng thật Nhất định phải điều tra tư liệu về cố bằng một chút Lúc này tôi nhận được một cuộc điện thoại Là Lạc Lôi gọi tới Dựa theo Lạc Lôi trả tìm Quả thật trường học này từng có chuyện thành viên giàn hợp sướng trong lúc tập luyện bị hỏa hoạn chết cháy. Hơn nữa thời gian chính là hôm nay. Tư liệu của Cố Bằng nhanh chóng thăm dò được. Phương diện này tôi làm việc ở tòa soạn nhiều ít có chút ưu thế. Quả nhiên như kỳ nhà suy nghĩ, tài liệu của ông ta chỉ có sau khi trưởng thành. Hơn nữa ông ta không phải là người địa phương mà nhận lời mời từ vùng khác. Tất cả thành viên của dàn hợp sướng phần lớn đều là ông ta chủ động mời những cô gái đó dưới sự khuyên nhủ trường kỳ của ông ta mới gia nhập giàn hợp sướng tại sao nó là phần lớn bởi vì lý đa không phải lý đa đi theo lữ lục tới lúc này xảy ra chuyện càng làm chúng tôi không ngờ tới lăng thủy nguyên chẳng biết nói gì với cố bằng Để nỗi khiến người này đột nhiên tính tình đại biến không ngờ còn đánh nhau thật vất vả tách họ ra cố bằng cao giọng kêu chị tào sẽ không tha thứ cho mày người ở chỗ này đều kinh ngạc, kể cả mẹ của Diêu Diêu cùng Lăng Thủy Nguyên. Cố Bằng cũng tự phát giác mình lỡ lời, vội vàng muốn chạy vào phòng tập luyện. Nhưng tôi và Kỷ Nhàn đã tiến lên bắt được tay ông ta. Ông chính là em trai của cô ấy. Vì trả thù, làm như vậy đáng sao? Kỷ Nhàn hô to, cố bằng ngây dại, lập tức hung tợn hất tay. Từ trong ngực móc ra một con dao găm, hướng Lăng Thủy Nguyên đâm tới. Hơn nữa bắt ông ta làm con tin về hướng góc tường Đều là vì mày Tao biết mày đã hại chết chị tao Cố bằng một bên khóc Một bên kề dao găm xít sao lên cổ Lăng Thủy Nguyên Lăng Thủy Nguyên im lặng không nói gì Phẳng phất như căm tâm tình nguyện chịu chết vậy Cảnh sát ở đây đều rút súng chĩa về phía cố bằng Cũng bảo hắn buông dao găm Hiện trường tiến vào trạng thái rằng co Lực chú ý của mọi người đều đặt trên hai người này phòng tập luyện phía sau lại xuyên qua thanh âm vừa rồi. Em chờ mong, như chim chóc vậy, bay lượn trên bầu trời. Cố bằng thoáng ngây người, thả lăng thủy nguyên ra. Một cảnh sát lập tức kéo lăng thủy nguyên. Cảnh sát về quanh hắn, cố bằng đảo mắt nhìn bốn phía, nhìn chúng tôi, rồi lại dường như đang nhìn ai đó. Tôi đi, Tiểu hận này vĩnh viễn sẽ không biến mất. Nói xong, từ cửa sổ trên lầu nhảy tung người nhảy xuống, lúc chúng tôi chạy xuống lầu, phát hiện đầu hắn đã đập vào đá trên mặt rồi. Kết thúc. Tôi nhìn thi thể cố bằng thở dài một hơi. Nhưng kỷ nhàn vẫn còn mạnh như trước. Thật sự kết thúc ư. Tôi vẫn cảm thấy có rất nhiều điểm nghi hoặc, nhưng không thể nói được là từ đâu. Tôi vỗ vỗ cậu ấy. Đừng nói nữa, có lẽ cậu đang nghi thôi. Sự tình nhìn qua thật sự đã kết thúc. Máy ghi âm quả thực không vang lên nữa, Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Lý Đa cũng mang theo lưỡi lục đi ra. Ông ấy rốt cuộc làm thế nào giết được ba cô gái kia? Tôi vẫn nghĩ mãi mà không rõ. Kỳ Nhàn trước sau vẫn cảm giác không hài lòng. Lý Đa kéo tay cậu ấy làm nũng nói, "Thôi, đừng quan tâm nữa, dù sao chẳng phải đã giải quyết cả rồi à? Các cậu về trước đi, tôi điều tra tiếp một chút." Trước sau vẫn có chút lo lắng. Nói xong, cậu ấy giật tay Lý Đa ra, bảo tôi đưa các cô ấy trở về, còn mình xoay người lại. Tôi đành phải lái xe đưa các cô ấy trở về phòng ngủ. Trở lại tòa soạn, còn chưa ngồi ổn định, Kỳ nhàn liền gọi điện thoại cho tôi. Trong những nữ sinh chết cháy 20 năm trước, có một người họ cố đấy. Câu nói đầu tiên của cậu ấy khiến tôi cảm thấy kỳ quái. Ông ta đích thật là vì chị gái báo thù, nhưng không phải Phong Linh là một trong những người bị chết cháy trong tai nạn đó. Kỳ nhan sốt ruột hô lên. Ý cậu là gì? Chẳng lẽ... Tôi cũng kinh hãi. Đúng vậy, cậu mau chóng trở lại đây. Đến phòng tập luyện, tới chờ cậu. Nhớ kỹ, đừng nói cho Lý Đa. Nói xong cậu ấy liền cúp máy. Tôi lái xe trở lại phòng tập luyện. Lúc này đã hơn bây giờ tối. Trường học vô cùng náo nhiệt. Trong bóng đêm, khắp nơi đều là những cặp tình nhân. Tôi chợt nhớ tới cô bé tên Phong Linh kia. Có lẽ cô ấy sinh muộn 20 năm thôi Căn bản không xảy ra loại bi kịch này Đến phòng tập luyện Trái ngược với bên ngoài Cực kỳ im ắng Quả nhiên Kỳ nhàn đang đứng ở cửa chờ tôi Thế tôi tới lập tức chào đón Cố bằng không phải là em trai Phong Linh Nghe nói lần đó hỏa hoạn Là lăng thủy nguyên phóng Vì để trả thù nữ sinh trong giàn hợp sướng Nói ra bí mật Khả năng cố bằng là vì việc này Mới muốn giết lăng thủy nguyên Còn nữa Cô biết ai là người đầu tiên vào dàn hợp sướng không? Tôi lắc đầu. Kỷ nhan nghiêm nghị nói. Là lữ lục. Việc này nói lên gì? Tôi cũng kỳ quái nói. Tôi từng hỏi Lý Đa. Lý lục là từ nước ngoài chuyển về. Tất cả tài liệu đều trống rỗng. Hơn nữa cũng không ở trong trường học. Cô ta ở bên ngoài thuê nhà ở. Tôi nghĩ một chút. Quả thật, buổi chiều lúc tiễn cô ấy về, cô ấy đã từ chối. Hơn nữa, đã có một cô gái trên đường về nhà đã bị ô tô đâm chết rồi. Câu cuối cùng của Kỳ Nhàn khiến tôi giật mình. Nhớ Diêu Diêu không? Mẹ của cô ấy tìm tớ. Cô bé kia bây giờ đã mất tích, một mình rời khỏi bệnh viện. Đèn phòng tập luyện đột nhiên sáng bừng lên, hơn nữa chuyển ra tiếng ca du dương. Kỳ Nhàn nhìn tôi một chút. Tôi biết ý của cậu ấy là muốn lên đó, mặc dù tôi cực kỳ không muốn. Chúng tôi lần là mau đi lên. Phòng tập luyện lầu ba quả nhiên sáng đèn. Bên trong còn có tiếng ca. Vừa đi vào nhìn, không ngờ có hai người. Một người là cô gái tên Diêu Diêu kia. Một người khác chính là Lữ Lục. Cuối phòng phất như căn bản không hề giận mình với việc chúng tôi đến. Tôi biết anh sẽ còn trở lại mà. Lữ Lục nhìn kỹ nhan cười nói. Khác với ban ngày, hoàn toàn không có loại cảm giác ngây ngô nữa phẳng phất như đổi thành người khác. Diêu diêu bên cạnh cũng chỉ cười đứng đó không nói lời nào. Kỷ nhàn lớn tiếng hỏi. Người rốt cuộc là ai? Không cần phải giữ dằn như vậy. Dù sao chị gái đã trở lại. Thứ đáng chết, đều chết hết rồi. Giọng điệu lữ lục vang lên. Thành ngầm thành thúy quanh quẩn trong phòng tập luyện. Người mới là em trai của Phong Linh. Tôi cũng kinh ngạc. Không phải em trai sao? Lữ lục cười cười, bỏ quần áo đi. Không ngờ hắn là nam. Nhưng cho dù nam cải nữ trang, hắn hiện giờ cũng đã hơn 30 tuổi rồi mà. Đau buồn hoặc kích thích cực độ có thể khiến con người ta ngừng sinh trưởng đồng thời cũng sẽ không biến hóa. Lữ lục phẳng phất như biết tôi nghĩ cái gì, như trước cười giải thích. Tôi chẳng qua dựa theo ý nguyện của chị gái mà làm thôi. Tôi và chị vừa muốn báo thù, khiến những kẻ đó biết mùi vị đánh mất người thân đồng thời chị cũng muốn trở về nhưng mà chị cần một thân thể cho nên chị ấy mới báo mộng cho người đàn bà kia tôi nhìn diêu diêu một chút cô ấy hình như bộ dáng có chút biến hóa so với ban ngày thượng hồ hấp dẫn hơn nhiều cậu biết rốt cuộc là ai truyền ra chuyện của chị tôi và người đàn ông kia không chính là mẹ của diêu diêu kia thật đúng là chẳng biết xấu hổ mà ghen khét khiến cô ta bán đứng người bạn tốt nhất thuốc cô ta cho con gái uống đều dựa theo phương pháp chị tôi báo mộng cho để phối. Cô ta ngây thơ, tưởng rằng chị tôi đã tha thứ cho cô ta. Kỳ thật, chỉ là con gái cô ta thích hợp để làm vật chứa nhất mà thôi. Tôi và Kỳ Nhan đều hoàng sợ không nói gì. Không có biện pháp trả thù nào tốt bằng việc biến những người thân thương thành người qua đường hờ hững. Quả thực, sống không bằng chết. Tôi rất khó hiểu. Lúc chiều, cậu đã nhìn thấu được tôi. Lữ Lục rốt cuộc thay đổi vẻ mặt. Đồng hồ. Khi tôi hỏi anh giờ, đồng hồ đeo tay của anh là đồng hồ kiểu nam. Có lẽ chính anh cũng không phát hiện. Lúc ấy trong tôi cũng chỉ có một chút khó hiểu, nhưng không suy nghĩ nhiều. Còn nữa, cố bằng là bị anh lợi dụng đúng không? Đúng, là tôi nói cho hắn biết. Lửa kia là lăng thủy nguyên phóng, vậy mà hắn tin ngay. Người hơn 30 tuổi lại xúc động như vậy, vì thế hắn đáp ứng bắt tay với tôi tôi muốn trả thù con cháu của mấy người kia, còn hắn đối với việc có thể giết chết con gái của lăng thủy nguyên cũng hết sức vui vẻ. các phòng luyện tập đều sắp xếp thành chú trận cực lớn, chỉ cần tôi bằng lòng, người bước vào nơi này đều có thể bị giết chết. sao không cần thiết? bình ổn oan khí của chị gái, tôi có thể làm cho chị ấy trở lại thế gian này. tôi có thể đưa chị ấy đến một nơi không người ẩn cư. lữ lục kiêu ngạo tự thuật, nói đến đoạn sau ánh mắt của hắn còn tỏa ra ánh sáng hưng phấn, phảng phất như nhìn thấy tương lai tươi đẹp. Kỳ thật, người mới là người phóng hỏa nhỉ? Kỳ Nhan tiếp tục bình tĩnh nói. Tôi từng hỏi người năm đó, có người nhìn thấy một đứa trẻ từ phòng tập luyện bối rối chạy ra. Sau đó, phòng tập luyện bốc cháy, cửa bị người khóa kín. Lữ Lục không nói gì, mặt bắt đầu giữ tợn lên. Hát xong bài này, chị gái sẽ trở lại hết thảy những việc tôi làm cũng xem như là không uổng phí. Lữ Lục không để ý tới chúng tôi, tiếp tục cùng Diêu Diêu ca hát. Bài hát chính là bài hát trong máy ghi âm hôm nay. Màn che đã vén lên. Một tiếp một, cô gái xinh đẹp nhảy múa trong gió, nhưng không cách nào hát ra bài ca. Khi màu trắng biến thành màu đỏ, công chúa trầm mặc. Tim đã vỡ nát, đâm xuyên qua cổ họng em. Nhìn em và anh vô lực nói tiếng yêu. Em chờ mong, như chim sóc, bay lượn trên bầu trời. Từ thiên đường bay xuống, lại trở về trên đời này. Đem tay của anh và em, vĩnh viễn, gắn liền cùng nhau. Tiếng ca kết thúc, riêu riêu mờ mịt nhìn phía trước, bụng dưng òa khóc. Các phòng tập luyện đột nhiên vang lên một tiếng thở dài rất nặng nề của nữ giới. Lữ lục kinh hãi, nâng đầu hô to trong phòng tập luyện. Chị ơi! Chị ơi! Chị có đây không? nhưng đáp lại hắn chẳng qua chỉ là tiếng vọng mà thôi trái lại diều diều nghi hoặc nhìn bốn phía không biết làm sao đừng gọi nữa chị của người không về được người chết vốn không nên trở lại trên đời này kỷ nhàn nói Lý lục phẫn nộ bước sang ngũ quan vốn tuân thú của hắn đã hoàn toàn vặn vẹo người tới cùng đã làm gì hắn đi đồ muốn túm áo kỷ nhàn nhưng kỷ nhàn dễ dàng tránh được ngươi bố trí chú trận trong phòng tập, ngươi cũng trở thành tử thần của nữ sinh bước vào nơi này. Ngươi muốn họ chết thế nào? Họ sẽ giống như tượng gỗ, dựa theo kịch bản của ngươi mà đi tìm cái chết. Còn ngươi muốn đem vụ này đổ lên những người đã bị chết cháy 20 năm trước. Ngươi và chị gái của ngươi đạo diễn một vở kịch hay. Đáng tiếc, lần đầu tiên ta bước vào nơi này đã phát hiện nơi này không đúng. Mặc dù ta chưa kịp phá giải chú trận của ngươi, nhưng trên người diêu diêu, Trước sau có cây châm ta chưa rút ra Sau gái cô bé Một cây châm mỏng như sợi tóc Thân thể có kèm theo ngân châm Không cách nào bị nhập thể đầu thai được Kỳ thật ta vốn dự định tối nay rút ra Bổn ý là trị liệu cổ họng cô bé Kết quả lại đánh bừa mà chúng Có lẽ Hết thảy những việc này Đều đã được ăn bài ôn thỏa Kỳ nhăn nói xong Đi tới trước mặt diêu diêu Từ cổ rút ra một cây châm Nếu không phải có ánh sáng phản chiếu Không thể nào nhìn thấy được lữ lục thống khổ chu lên, quỳ rạp xuống đất. Nhưng cô gái đó căn bản không sai. Người sao lại tản nhẫn sát hại họ như thế? Còn có những người bị ngươi giết chết cháy 20 năm trước. Chính ngươi tự mình suy nghĩ lại đi. Chị gái ngươi dựa vào việc này sống lại, cũng bằng lòng nhìn mặt ngươi sao? Kỷ nhan dìu rêu diêu sang giao cho tôi. Xoay người hướng lữ lục quỳ trên mặt đất nói. Người đã biết nỗi đau khổ mất đi người thân, nhưng ngược lại thực hiện nó cho người khác càng tệ hại hơn. Kỳ nhan không nói nữa, cùng tôi ra khỏi phòng tập luyện. Tôi quay đầu lại nhìn lữ lục, hắn thủy chung quỳ gối nơi đó, không hề nhúc nhích. Mẹ Diêu Diêu lúc gặp lại Diêu Diêu, cơ hồ muốn phát điên, dùng sức hôn con gái. Sau đó, trong lúc nói chuyện, bà thừa nhận bà đã kể chuyện của Phong Linh cho nhà trường. Đến nay bà vẫn cực kỳ hối hận. Chúng tôi không kể chân tướng sự việc cho bà, chỉ nói tìm được diêu diêu trong trường học về phần lăng thủy nguyên ông ta lần đó nhìn thấy lữ lục liền phát giác hắn qua giống phong linh sau khi trở về cái chết của con gái cùng hôm nay nhìn thấy lữ lục khiến ông ta đột nhiên khó có thể tự kiềm chế trong lúc tự trách mình đã uống thuốc độc tự vẫn còn lữ lục chúng tôi rốt cuộc không gặp hắn nữa trong tư liệu của trường đối với hắn chỉ giải thích ngắn ngủi vài chữ người này đã chuyển trường Lý Đa thường xuyên không vui, oán giận. Oán giận tại sao Lữ Lục lặng lẽ ra đi, không nói lời nào với cô. Kỳ Nhàn vẫn ăn hủi cô. Cô cũng dần dần quên đi. Mãi đến một tháng sau, Lý Đa nhận được quà Lữ Lục gửi tới. Địa chỉ viết phía trên cách nơi này rất xa. Là một băng từ, chúng tôi đã nghe qua, chính là bài hát nọ, bài hát hắn phổ lời. Lăng Thủy Nguyên phổ nhạc, là hắn hát, xong hiện giờ nghe, lại cực kỳ trong trào êm tai phong linh là họ điền nhỉ tôi hỏi kỳ nhan kỳ nhan cười cậu là muốn hỏi tại sao lữ lục lại chọn tên này à tôi gật đầu ngốc quá lữ lục chính là lữ lữ ghép lại hai lữ chính là chữ điền đó kỳ nhan cười nói tôi sờ sờ đầu cũng cười nói à hóa ra là như vậy